nhà máy nước xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai có tổng đầu tư trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên đã gần 10 năm nay, công trình này vẫn nằm trong tình trạng đắp chiếu, trong khi người dân nơi đây thì vẫn phải mua nước sinh hoạt hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này. Nhà máy nước xã Quỳnh Lộc được xây dựng từ năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 11,5 tỷ đồng. Là một trong số những hộ dân ở ngay cạnh nhà máy nước, nhưng đã gần 10 năm, gia đình ông Trương Văn Quy cùng với các hộ gia đình khác vẫn phải dùng nước giếng khơi cho sinh hoạt. Còn để có nước ăn uống, ông phải mua với giá 10.000 đồng cho mỗi bình 20 lít. Từ khi có nhà máy nước, thì dân cũng rất là mong có nước. Thì kể ra nữa thì coi như là nước mà đi mua thì đất vừa coi như là hắn cũng chưa biết được sạch hay không. Thì tinh thần của dân cũng cứ là mong mọi để mà có cái nước sạch để mà dùng cho hắn để được khổ mà cũng được phải tốn tiền mua. Để có được nhà máy nước sạch này, ngoài vốn ngân sách từ dự án gần 10 tỷ đồng, khoảng 300 hộ dân thuộc các xóm 6-7 của xã Quỳnh Lộc đã phải đóng góp mỗi hộ 500.000 đồng. Vui mừng phấn khởi trong ngày lễ khởi công bao nhiêu thì người dân nơi đây lại phải thất vọng bấy nhiêu vì nhà máy không thể hoạt động được ngay trong ngày bơm chạy thử. Nguyên nhân được xác định là do khảo sát, thiết kế thi công, độ dốc cao, đường ống nhựa nhỏ, chạy dài nên không đáp ứng được hệ thống cung cấp nước. Mặc dù vậy, ngay sau đó, nhà máy nước lại được nâng cấp bể chứa lên 300 mét khối để cung cấp cho toàn xã. Đến nay, công trình đã trở nên hoang phế. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lộc cho biết, thì hệ thống này đã được nghiệm thu, thành quyết toán và bàn giao cho xã. Sau khi nhà máy này đổi thi công xong, thì khi bàn giao nghiệm thu thì cái nước nó chưa đi hết được tất cả các điểm trên toàn xã. Vì vậy là hai bên chưa bàn giao nghiệm thu được, nghiệm thu nhưng mà chưa bàn giao được. Vì thế cho nên là nhà máy nước là bỏ từ khi hoàn thành cho đến bây giờ. Dân của địa bàn toàn xã này là rất mong muốn là cái dự án nước sạch này sẽ khôi phục lại. Thì sau khi nghiên cứu một thời gian như vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng là nếu như mà để sửa chữa cái hệ thống nhà máy nước sạch này ấy, thì là tiếp tục là một lần nữa sai lầm. Vì hệ thống bây giờ nó xuống cấp, mà để đầu tư lại như vậy thì phải nâng cấp gần như là mới toàn bộ. Công trình này thì đã bàn giao và đã được thanh quyết toán. Đã qua ba đời chủ tịch Ủy ban dân xã, nhưng công trình nước sạch hơn 10 tỷ đồng vẫn trong tình trạng đắp chiếu. Tức nuối với thành quả mà đáng lẽ người dân được hưởng thụ, ông Nguyễn Văn Quy cũng chỉ biết xin làm bảo vệ cho công trình này để trông chờ một chính sách mới từ chính quyền địa phương. Mong một ngày nào đó công trình được tiếp tục khôi phục và triển khai.